Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ của em Phúc. Thì trong buổi chiều hôm nay thì em Phúc lại vừa cập bến thêm một con xe 5 chỗ thương hiệu của Chevrolet. Đó chính là một con Chevrolet Cruze bản LT. Con này thì được sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn, máy xăng, động cơ là 1.6 quý chị nhé. Một con xe 5 chỗ rộng rãi, đi rất là chắc chắn. Độ cách âm con xe này cũng cực kỳ là tốt luôn quý chị nhé. Nó một con xe này gia đình quý chị có thể, trước màn hình đây quý chị có thể thấy con xe này còn rất là đẹp và cứng luôn quý chị nhé. Xe nguyên zin nguyên bản, không một lỗ nhỏ. Đó, một dòng xe gia đình. Đây ạ. Con này thì được sản xuất năm 2017 quý chị nhé. Đó, form dáng đẹp. Đây quý chị có thể thấy đấy ạ. Thì nếu mà quý anh chị nào mà muốn chạy thử xe và lái thử con xe này thì quý anh chị có thể đến trực tiếp cơ sở bên em, số 965 đường Lê Hồng Phong, phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để xem xe cũng như là lái thử xe quý chị nhé. Đó, và quý anh chị nào mà là lần đầu tiên mà xem video trên kênh của em thì quý anh chị cũng đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn chuông và nhấn đăng ký để cập nhật báo giá hàng ngày thường xuyên của bên em. Bên em thì có rất là nhiều dòng xe, từ những dòng xe máy xăng, những dòng xe máy dầu số sàn, số tự động, những dòng xe bán tải, những dòng xe 9 chỗ, đặc biệt là những cái dòng Hyundai Starrex 9 chỗ máy dầu thì bên em có rất là nhiều. Đó, thì quý anh chị nào mà cần tham khảo bất kỳ một con xe nào thì quý anh chị có thể kéo dưới phần mô tả. Tất cả những con xe em đều để link ở phía dưới về Facebook, rồi fanpage, rồi kênh YouTube và Zalo của em. Em đều để dưới phần mô tả trong cái video này quý anh chị nhé. Đó, thì quý anh chị nào mà quan tâm thì quý anh chị có thể đến trực tiếp bên em để xem xe cũng như là lái thử xe. Con xe này thì được trang bị rất là nhiều tính năng. Với nhất là về hệ thống phanh ABS này, túi khí an toàn, màn hình Android, cam hành trình, đề nổ start stop, rồi các phím bấm được tích hợp trên vô lăng, xi nhan bao rẽ được tích hợp trên gương quý chị nhé. Đó, rồi cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ hết quý chị ạ. Đây, một con xe rất là chắc chắn. Và hiện nay thì con xe này bên em đang chào bán với giá là 345 triệu đồng. Giá trên thì đã bao gồm phí rút hồ sơ cho quý anh chị. Đó, thì quý anh chị nào mà quan tâm thì quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em theo hai số hotline để trên màn hình. Đây, quý anh chị có thể thấy cái form của con xe này rất là đẹp luôn quý anh chị nhé. Đó, 5 chỗ rất là rộng rãi luôn. Đèn, hệ thống đèn chiếu sáng con xe này thì còn rất là đẹp, không bị mờ, không bị ố và cũng không bị vào nước quý anh chị ạ. Mâm này thì là mâm la răng đúc. Lốp này thì còn tương đối thôi quý anh chị nhé. Lốp này còn tương đối thôi, không được đẹp lắm. Xi nhan bao rẽ tích hợp trên gương này, hạn đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 2021. Xe thì đã được dán phim nhiệt chống nóng. Đây quý chị thấy này, xe rất là đẹp luôn quý chị nhé. Chỉ với 345 triệu thôi. Đây, tapi này, tắp logo xe này này, quý chị có thể thấy gân guốc này còn rất đẹp. Xe được trang bị hai túi khí, màn hình Android này, cam hành trình này. Đó, các phím bấm tích hợp trên vô lăng bọc da, đề nổ start stop. Nội thất bên trong ghế da trần nỉ, ghế da này còn rất là đẹp luôn quý chị nhá. Đây, quý chị có thể thấy phần ghế da này rất đẹp, sàn chiếc còn sạch sẽ khô ráo quý chị nhá. Các ốc bên nách tửa này, cửa này quý chị này. Đó, quý chị thấy cửa đóng rất là chắc chắn. Đây, một con xe 5 chỗ được ngồi rất là rộng luôn quý chị nhá. Đó, quý chị đi đường dài mà đi 4-5 người đi con xe này thì khá là hợp lý quý chị nhá. Về hệ thống đèn chiếu sáng con xe này quý vị thấy đấy ạ, đèn còn rất là đẹp luôn. Đó. Ở phía sau này thì được trang bị 4 cảm biến lùi này, rồi cam lùi này quý vị này. Đó. Được gắn thêm cánh gió này. Đó, nhìn xe rất là đẹp luôn.
Rồi bây giờ em sẽ mở đến phần khoang máy cho quý chị để quý chị có thể xem cái phần khoang máy con xe này nhé. Đây, keo chỉ này. Đó, keo chỉ thì còn rất là đẹp luôn, nguyên zin nguyên bản keo chỉ zin của nó nhé. Keo chỉ zin theo xe này, các phim bấm này còn rất là mới luôn. Ốc bên nách cửa này quý chị này. Con xe này ô đô chuẩn của nó mới đi được 5 vạn thôi quý chị nhé. Đó, ô đô chuẩn mới đi được 5 vạn thôi. Rồi cho quý chị xem phần camera xe của xe này này. Đó, camera xe này rất rất là sắc nét luôn quý chị nhé. Rồi chế độ gạt mưa này. Đó, tất cả các chức năng thì đều hoạt động ok hết. Rồi cắt cửa lên xuống này. Nói chung là tất cả các chức năng thì hoạt động trơn tru, không có một lỗ nhỏ nào quý chị nhé. Con xe này cực đẹp luôn. Và bây giờ em sẽ chia sẻ đến phần khoang máy cho quý chị nhé. Đây phần máy con xe này. Đó, máy này thì bên em chưa có dịch vụ gì nhưng mà xe máy còn nguyên zin nguyên bản như thế này quý chị nhé. Đó, keo chỉ còn nguyên zin. Đây, các ốc chân máy này. Đó, xe này thì không chê vào đâu được luôn quý chị ạ. Không thể nào mà chê được con xe này quý chị nhé. Quý chị lên này em đảm bảo quý chị nhìn là thích luôn. Xe còn rất là đẹp luôn, trang bị rất là nhiều tính năng, vào full đồ chơi rồi. Chỉ với 345 triệu đồng thôi. Đó, thì quý chị nào mà quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho em nhé. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý chị đã quan tâm và ủng hộ em. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những video tiếp theo. Xin chào.